Vâng, xin cảm ơn ca sĩ Á Báo và xin kính mời toàn thể nhân dân chúng ta cho Á Báo một tràng pháo tay nữa được không ạ? Kính thưa các quý vị đại biểu, toàn thể nhân dân, vừa rồi chúng ta đã được nghe ca khúc Yêu Quê Mình Diễn Thái của ca nhạc sĩ Cáp Anh Tài do cán bộ công nhân viên chức xã Diễn Thái thể hiện. Và hôm nay, Cáp Anh Tài cũng có mặt để gửi tặng bà con nhân dân chúng ta những tiết mục đặc sắc do anh sáng tác. Một tràng pháo tay để chào đón sự có mặt của Cáp Anh Tài. Alo. Cáp Anh Tài xin kính chào các cô, các chú, anh, các chị, các bạn. Diễn Thái quê mình à. Đưa nhau về qua cầu bến thủy, thành phố Vinh bên bờ sông Lam. Qua quảng trường Hồ Chí Minh, nghe ai ca câu hò ví dặn. Đền Hồng Sơn cần lính chuông chiều, hồ cửa Nam chào du khách sang. Đưa nhau về trong chiều thành cổ, cùng dũng bên phượng hoàng chúng đô. Suối cửa lò bờ biển ru, sóng xô ra diễn thanh bại lự. Mộ dạ ơi diễn xưa lịch sử, ôi Mì Châu trái tim để trên đầu. Quy Châu ơi an của hùng vĩ quá, Huế phong ngân nga ngâm tháng sao và điệu dân ca đồng bào Thái thổ, để ai đi xa rồi vẫn nhớ. Kỳ Sơn xôn xao phiên chợ nằm cắn, gà đen quay thơm bên bát rượu ngô. Về ná ngói núi rừng xanh thẳm, đỉnh Pú Sai Lai leng vờn mây trắng. Sạp, ngọt men say rượu cần em ha. Về Kim Liên đây Nam đàn quê bác, làng sen du ta câu hát hò ơi. Nghệ An ơi trong từng hơi thở, đến nơi đây xa rồi lá nhớ. Một lần thôi sao yêu đến không ngờ. Vâng, cảm ơn Tài xin gửi đến bà con Diễn Thái một năm mới thăng hoa, hạnh phúc và nhiều niềm vui ạ. Đưa nhau về qua cầu bến thủy, thành phố Vinh bên bờ sông Lam. Qua quảng trường Hồ Chí Minh, nghe ai ca câu hò ví dặn. Đền Hồng Sơn cần lính chuông chiều, hồ cửa Nam chào du khách sang. Đưa nhau về trong chiều thành cổ, cùng dũng bên phượng hoàng chúng đô. Suối cửa lò bờ biển ru, sóng xô ra diễn thanh bại lự. Mộ dạ ơi diễn xưa lịch sử, ôi Mì Châu trái tim để trên đầu. Quy Châu ơi an của hùng vĩ quá, Huế phong ngân nga ngâm tháng sao và điệu dân ca đồng bào Thái thổ, để ai đi xa rồi vẫn nhớ. Kỳ Sơn xôn xao phiên chợ nằm cắn, gà đen quay thơm bên bát rượu ngô. Về ná ngói núi rừng xanh thẳm, đỉnh Pú Sai Lai leng vờn mây trắng. Sạp, ngọt men say rượu cần em ha. Về Kim Liên đây Nam đàn quê bác, làng sen du ta câu hát hò ơi. Nghệ An ơi trong từng hơi thở, đến nơi đây xa rồi lá nhớ. Một lần thôi sao yêu đến không ngờ. Nghệ An ơi trong từng hơi thở, đến nơi đây xa rồi lá nhớ. Một lần thôi sao yêu đến không ngờ.
Vâng, xin cảm ơn các anh tài. Vâng, xin chào anh. Thưa anh, được biết anh không phải là một người con sinh ra ở mảnh đất xứ Nghệ, mà anh sinh ra ở vùng đất Quảng Trị thân yêu. Tuy nhiên anh trong thời gian qua thì có rất nhiều tình cảm dành cho những người con xứ Nghệ, đặc biệt là quê hương Diện Thái. Anh đã sáng tác nhiều ca khúc có thể nói rất nổi tiếng như Vòng Quanh Xứ Nghệ và Nhớ Thương Ví Dặm. Đừng trách câu ví dặm. Đừng trách câu ví dặm. Và trong thời gian vừa qua, với bằng tình cảm của mình, anh đã sáng tác cho Diện Thái ca khúc Diện Thái, là Yêu Diện Thái Quê Mình. Yêu Diện Thái Quê Mình và ca khúc Nơi Ta Tìm Về. Như vậy anh có thể cho nhân dân Diện Thái biết được là từ nguồn cảm hứng nào mà anh có thể sáng tác được hai ca khúc rất ý nghĩa về con người và quê hương Diện Thái được không ạ? Các bên tài biết đến Diện Thái là qua anh Trần Văn Hiệu. Và qua anh Trần Văn Hiệu thì các bên tài thấy rằng anh Trần Văn Hiệu có một cái tình cảm và một cái hình như trái tim, trong trái tim của anh Diện Thái rất là nhiều. Và những gì anh Trần Văn Hiệu và chị Mỹ làm cho quê hương, thực sự là anh Tài rất xúc động. Và anh Tài có sáng tác hai ca khúc, một bài hát là Yêu Diện Thái Quê Mình để tặng cho bà con và xã Diện Thái, và mong rằng xã Diện Thái ngày càng phát triển đi lên. Và bài thứ hai là bài Nơi Ta Tìm Về, tặng riêng cho anh Trần Văn Hiệu nói riêng và những người con Diện Thái xa quê nói chung, với một cái tình cảm anh Tài hòa vào trong cái tình cảm của người con Diện Thái xa quê. Và bây giờ có lẽ anh Tài trình bày bài hát này được không ạ? Vâng, một tràng pháo tay với bài Nơi Ta Tìm Về của các anh Tài. Vâng, xin cảm ơn anh. Vâng, ta sẽ trở lại với bà con trong ít phút nữa ạ.